Xin chào các bạn. Nếu như phần trước thì mình đã chia nhỏ hệ thần kinh ra thành nhiều phần khác nhau, thì hôm nay mình sẽ nhắc tới một tế bào thần kinh. Một tế bào thần kinh rất là quan trọng. Nó gần như đã tạo nên tất cả các bộ phận của hệ này, từ tủy sống, não tới các bó dây thần kinh, và không ai khác đó chính là neuron. Thì bài hôm nay mình sẽ chia thành 3 phần. Chúng ta đi tới phần đầu tiên của bài hôm nay. Thì hệ thần kinh của chúng ta sẽ có hàng tỷ tỷ neuron. Thì đầu tiên tôi muốn đi vào cấu tạo của neuron. Thì các rau của neuron thì cái tên là dendrite. Nó sẽ là bộ phận để thu nhận xung thần kinh từ các neuron khác. Còn từ đây, từ cổ tới phần cuối của neuron thì mình gọi là axon. Thì axon có hai loại neuron, thì một loại thì sẽ có các bao myelin, hay mình đã ghi ở đây là loại có, thì nó sẽ có cái tên là myelin sheath, các bao ở đây. Thì sự khác nhau giữa neuron có và không có cái bao này là gì? Thì đây là một cái bao mở để cách điện. Thì khi xung thần kinh chạy từ dendrite đi xuống cái axon này, thì thay vì nó phải đi xuyên hết, thì nếu nó có các bao cách điện thì nó sẽ nhảy cóc qua. Cái phương thức chạy cóc này sẽ làm cho xung điện chạy nhanh hơn rất là nhiều, sẽ chạy từ từ qua các cái nốt này. Và các cái nốt này cũng có một cái tên riêng cho nó, nó gọi là node of Ranvier, nghe rất là Pháp. Thì sau khi chạy hết các cái axon này thì tới cái phần cuối, thì cái phần cuối này nó cũng có cái tên. Thì như vậy là chúng ta đã xong phần cấu tạo của neuron. Một là kết thúc, bây giờ chúng ta sẽ bước tới phần số 2. Thì phần 2 mình sẽ nói về chức năng của neuron. Thì neuron có chức năng là dẫn truyền xung thần kinh. Thì từ cái này nó sẽ dẫn qua cái khác, cho tới khi nó tới hoặc là CNS, hoặc là nó tới cơ quan vận động. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao hai neuron đứng gần nhau mà nó có thể dẫn truyền xung thần kinh được. Vậy ở đây mình đã vẽ trước hai neuron một cách vẽ rất là tối giản, hai cái con đó. Thì ở đây xung thần kinh nó sẽ được nhận từ đầu neuron này, nó sẽ dẫn tới qua axon. Thì qua axon thì nó tới điểm tận cùng, và ở đây chỗ này nó phải dẫn truyền qua bên dendrite của con bên này. Thì cái phần này người ta gọi, và mình cũng biết tới cái tên là synapse. Thì bây giờ mình muốn phóng to cái terminal của con đằng trước với dendrite của con đằng sau. Thì mình vẽ cái nhìn cũng giống nhau thôi, nhưng có cái thì cái dendrite của con đằng sau thì mình ở đây mình gọi là post synaptic, còn đây là pre synaptic. Thì cái post synaptic thì nó sẽ có các receptor. Rồi. Và presynaptic thì có những bao synapse, những cái bao đó để mình đỏ đi. Những bao synapse thì trong đó có những gì? Những bao synapse ở trong sẽ có các chất dẫn truyền. Thì các chất dẫn truyền, cái màu xanh xanh mình ghi ở đây á, thì nó có tên là, mình sẽ chỉ lên đây. Nó có tên là neurotransmitter. Rồi, thì khi xung điện, mình quay lại với cái hình trên này nha. Khi xung điện từ đây đi xuống đây, nó không thể nào truyền qua gọi là cái khoảng cách từ cái presynapse với cái postsynapse thì mình lại xuống đây. Thì cái này người ta gọi là synaptic cleft, thì gọi là khoảng không từ hai cái đó. Thì xung điện thì không thể chạy qua cái khoảng đó được. Vậy nên nó sẽ, ở đây mình lại qua cái hình này,
dòng điện nha. Nó sẽ kích vào cái bao synapse này. Thì nhiệm vụ của cái bao synapse này thì nó sẽ hướng tới cái màn ở tận cùng đây luôn, nó sẽ đi tới xuống đây. Và nó sẽ thả ra các neurotransmitter. Thả ra cái synaptic cleft thì nó cũng gần thôi, nó sẽ chạy qua hết. Thì tại vì mấy cái receptor này cũng sẽ đặc hiệu cho cái transmitter. Thì transmitter nó sẽ gồm có nhiều loại. Thì mình chỉ nói những cái rất là nổi thì nó có thể gồm là dopamine, nó có thể là acetylcholine và nó có thể là norepinephrine. Thì nếu các bạn biết về adrenaline thì adrenaline chính là epinephrine. Nhưng mà thật ra mấy cái này nó không liên quan lắm về hormone. Chức năng chính của nó trong vấn đề này là để dẫn truyền. Rồi chúng ta quay lại với khi cái này nó qua receptor thì nó sẽ kích hoạt các receptor. Thì cái thông tin từ bên này sẽ được dẫn truyền tiếp cho tới khi nào nó tới tế bào đích, thì gọi là target cell, thì nó sẽ dẫn tới tế bào đích. Thì các neurotransmitter ở synaptic cleft sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó cũng sẽ quay về. Thì khi quay về nó cũng sẽ có một cái cổng gọi là transporter. Thì khi đi 100% thôi, khi về thì nó sẽ chết dần một số, tại vì các enzyme ở synaptic cleft sẽ giết một số, thì khi về thì nó cũng sẽ được recycle và sử dụng lại. Và quá trình này sẽ diễn lại hoài. Và đó là kết thúc của phần số 2. Và cuối cùng không thể không nhắc tới, đó chính là phần số 3. Và phần thứ 3 tôi muốn nói về một cái chất rất là thịnh hành ở giới trẻ hiện nay, đó là cần sa, ma túy và thuốc phiện. Thì nó ảnh hưởng tới hệ thần kinh như thế nào? Thì câu trả lời ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì nó tấn công thẳng vào CNS trung ương. Vậy thì bây giờ trước khi nói về cách nó tấn công thì tôi muốn nói là trong não chúng ta thì có một con đường khoái cảm, không biết là dịch có đúng không, nhưng có nghĩa là khi mà chúng ta ăn thì giống như là thí nghiệm với con chó, giống như là khi rang cái chuông thì con chó sẽ tiết nước bọt ra, thì giống như là khi ăn, khi đói thì mình ăn, thì khi mình ăn thì não mình sẽ tiết ra dopamine, là cái chất mà nãy mình nói đây, thì nó sẽ tạo ra khoái cảm. Thì lúc sau này mình sẽ biết là mỗi lần mình đói thì mình phải nên ăn, những lần mình khát thì mình phải nên uống. Thì đó là con đường khoái cảm. Thì cái các chất nãy giờ mình nói, phiện, ma túy đồ á, thì mình sẽ gọi bằng một cái tên chung là stimulant, là chất kích thích. Thì đây là cách để chất kích thích. Bây giờ nó ảnh hưởng tới cái con đường đó, thì bây giờ cái đơn vị nhỏ nhất của con đường đó thì của hệ thần kinh thì cũng là của neuron thôi. Thì đây cách nó tấn công presynaptic và postsynaptic. Thì thông thường thì mỗi lần mình ăn thì dopamine cũng sẽ tiết ra. Tiết. Nhưng mà đây bây giờ mình sẽ vẽ các phân tử của stimulant, thì mình vẽ bằng màu đỏ nha. Thì cái này nó tiết dopamine, nó tự tiết dopamine luôn, nó vô nó kích thích tự tiết dopamine, và lúc đó thì dopamine ra rất là nhiều, thì mình sẽ có cảm giác là sung sướng cực độ, hay còn gọi là phê. Thì cái đường này hồi nãy mình nói là để transporter nè, là để cho tụi này sau khi kích thích cái thằng này phê xong rồi thì nó phải quay về, đúng không? Nhưng mà ở đây cái hay của tụi stimulant là nó block luôn đường này. Và hay thêm cái nữa là nó đi vô, nó không cần xung thần kinh mà nó sẽ đi vô mấy cái bọc đó, cái bọc là màu đỏ, các cái bọc mà có dopamine nè, nó sẽ đi vô luôn và nó tự động làm cho mấy cái bọc này đi ra và tiết, làm cho cái synaptic cleft quá là nhiều
dopamine đi. Mà nhiệm vụ của dopamine ở đây là để sinh ra khoái cảm, thì làm ra mấy cái receptor chỗ này thì nó bị kích thích quá là nhiều, nó trong tình trạng là phê cực độ. Thì sau một thời gian thì tụi nó cũng sẽ hết thôi, thì sau thời gian thì nó lại bình thường, thì neuron vẽ chỗ này sai rồi. Nhưng mà sau này khi mà tiết ra dopamine á, thì tới chỗ này thì bây giờ hết phê rồi. Hồi trước là cần cả một biển dopamine, thì bây giờ sau này khi mình ăn thì mình sẽ thấy mất ngon, thì mình sẽ thấy uể oải bực mình, tại vì bây giờ lượng dopamine để sinh ra khoái cảm là không đủ, thì thành ra thì mình sẽ bị gọi là phụ thuộc, lạm dụng vào mấy cái chất kích thích. Thì ở đây có cái từ tolerance ở đây có nghĩa là tăng đô, gọi là tăng đô. Thì bây giờ càng ngày thì nó sẽ làm cho mình phải cần một lượng lớn hơn dopamine thì mới có thể kích thích cái receptor này đủ để thấy mình đủ làm cho mình thấy sảng khoái. Thì ngày qua ngày thì mình sẽ bị overdose, là bị quá liều. Thì quá liều thì chết thôi, không có gì to tát lắm. Thì đó là kết thúc của bài hôm nay. Rồi vậy là hôm nay chúng ta đã biết về cấu tạo của neuron, cách hai cái neuron kết cạnh nhau nói chuyện với nhau như thế nào, và cuối cùng là các cái kích thích có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên rất là tuyệt vời. Ok, nói đùa, nó không làm cho cuộc sống rất là tuyệt vời, nó sẽ phá hủy cuộc sống của chúng ta. Và nếu các bạn thích video này, các bạn có thể like và subscribe. Và cuối cùng, thank you for watching.